là Đức Thầy muốn gom giếp hết tất cả trình độ chúng sanh trong thời kỳ mạt này để giác ngộ tu. Cho nên Đức Thầy nó kể từ rài vàng lộn với thao, Phật, Tiên, Thánh cùng nhau xuống thế. Cô bác anh em chùm đạo. Vậy thì bây giờ Phật, Tiên, Thần, Thánh gì cũng xuống thế hết trơn. Cho nên có lần nọ Đức Thầy coi như là ở tại chỗ nó kết không? Đức Thầy mới kêu gọi qua trong cái bài giếng non ông kết: dạy hỡi chư thần, mau nói gót, theo Thầy dắt chúng khỏi nồng cai. Cô bác anh em chùm đạo. Vậy thì bây giờ trong cái cơ địa của Đức Thầy, tất nhiên là chân linh á, là có Phật, có Tiên, có Thần, có Thánh à. Nên Đức Thầy mới cho chúng ta biết khùng thời ba tớ một thầy. Ba ông tớ tất nhiên là Tiên, Thần, Thánh. Một thầy tất nhiên là ông Phật. Vậy là khùng thời ba tớ một thầy giảng dạy dãy đầy đối việc thiên cơ. Vậy thì bây giờ ở đây là có Phật, Tiên, Thần, Thánh là đủ hết cô bác anh em trong đạo, nhưng mà không có thời gian để tình tiết. Nhưng mà ở nơi đây chúng tôi muốn nói là Đức Thầy muốn nhiếp hết trình độ căn cơ chúng sanh trong thời kỳ hạ quân mạt pháp này. Ai tu theo thần, Đức Thầy có pháp thần để tu. Ai tu theo Phật là Đức Thầy chỉ cho phương pháp tu để thành Phật. Ai muốn tu Tiên là Đức Thầy chỉ cho chúng ta phương pháp tu Tiên. Ai muốn tu về Thánh là Đức Thầy chỉ cho chúng ta có phương pháp tu để làm Thánh. Đó là thâm trầm đạo đức quá thanh thao. Thần, Thánh, Phật, Tiên xuống kêu gào. Cô bác anh em chùm đạo. Vậy thì bây giờ Đức Thầy kêu gào kêu sao cô bác anh em chùm đạo? Ông Thần kêu gào, ông Thánh kêu gào, ông Phật kêu gào, ông Tiên kêu gào. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa qua thì cũng được hai đề. Giờ đây xin mời quý vị nào có đến đây để đặt thêm một đề. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ mình dành cho cái người phương xa trước đi. Trong túi tôi nó có nhiều đề lắm, nhưng mà ở đây mình muốn dành cho cái người ở phương xa. Nếu mà quý vị ở Cà Mau, Sóc Trăng gì đó, Cần Thơ gì đó, thì thí dụ quý vị ở phương xa Tiền Giang thì bây giờ đến đây đặt câu hỏi. Bởi vì ở đây là chỉ còn một đề nữa là hết giờ. Còn nếu mà quý vị không đặt câu hỏi thì trong túi tôi nó có nhiều đề lắm. Tại vì ở đây thì mình còn nhiều đề. Tiếp theo đề là nhiệm màu hạnh đức quá thanh thao. Thần, Thánh, Phật, Tiên xuống kêu gào. Dương gian mau tỉnh trong tràng mộng. Tìm kiếm nơi nào đạo siêu cao. Và cái phần này thì nhiệm màu hạnh đức quá thâm cao. Mà cái hạnh với cái đức đó nó cao như thế nào, anh Tư cũng phải cho biết cái phần cao của cái hạnh đức. Thần, Thánh, Phật, Tiên, có phần nào Thần, rồi phần nào Thánh, phần nào Phật, phần nào Tiên. Cái phần này anh Tư cũng phân cho rõ. Cái phần trong giáo lý Đức Thầy xuống kêu rào là có phần nào Thần, phần nào Thánh, phần nào Tiên. Dương gian mau tỉnh trong tràng mộng, trong cái tràng mộng này là như thế nào gọi là tràng mộng. Rồi tầm kiếm nơi nào đạo siêu cao. Và tầm kiếm cái nơi nào đạo siêu cao, mà đạo siêu cao nó cao như cỡ nào, siêu như cỡ nào. Anh Tư cũng cho biết luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị ủng hộ cho dân chủng tràng pháp tay đây chứ quý vị. Và tiếp nối theo cái tiêu đề thứ ba, là cái tiêu đề này cũng là cái tiêu đề chót rồi đó cô bác anh em với đồng đạo. Và tiếp nối sau đó có đồng đạo gặp gỡ cùng với quý vị quay cái giờ sau. Thì khoảng trên dưới 20 phút nữa thôi, tất nhiên là 4 câu chúng tôi sẽ trình bày cùng với quý vị nốt qua cái tiêu đề này gói gọn. Thưa cô bác anh em với đồng đạo, vậy thì bây giờ đồng đạo mới nêu lên trong 4 câu thi của Đức Thầy là thâm trầm đạo đức quá thanh thao, Thần, Thánh, Phật, Tiên xuống kêu gào, dương gian mau tỉnh trong tràng mộng, tầm kiếm nơi nào đạo siêu cao. Rồi đồng đạo mới đặt lên câu hỏi
hỏi vậy chứ bây giờ cái nhiệm màu đạo đức là thanh cao như thế nào? Mà bây giờ trong đó coi như là đồng đạo mới đặt lên câu hỏi để mà chúng ta coi như là để bàn giải. Và đồng thời câu sau, thần, thánh, Phật, tiên, ông nào thần, ông nào thánh, ông nào Phật, ông nào tiên, mà xuống kêu gào cách làm sao? Cho quá các anh em trong đạo. Rồi dương gian mau tỉnh trong tràng mộng. Vậy chứ bây giờ cái tràng mộng đó là cái gì mà chúng ta cần phải tỉnh mà Đức Thầy kêu gọi, không? Rồi tầm kiếm nơi nào đạo siêu cao. Rồi bây giờ kiếm chỗ nào là cái đạo siêu cao đây? Cô bác anh em trong đạo, cái chỗ này mới độc đáo hen. Thưa chư quý vị, quý thì bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời cùng với quý vị, cùng với chúng tôi tham khảo qua bốn câu thi mà được đồng đạo nêu lên viết trong giấy. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ qua bốn câu này chúng tôi được biết là được trích trong cái bài mà Đức Thầy là nói trong ngày Tết là ngày 20 tháng Chạp đó cô bác anh em trường đạo, mà đồng đạo nêu lên trong đây để mà tìm hiểu. Và coi như là Đức Thầy muốn nói điều gì thưa cô bác, thưa chú quý vị. Vậy thì bây giờ qua câu đầu đó là thâm trầm đạo đức quá thanh thao. Thưa chú quý vị, ở đây là cái lời lẽ của Đức Thầy ra đời, Đức Thầy cứu độ cho chúng sanh, những lời thuyết pháp của Đức Thầy. Bởi vì Đức Thầy có cực hảo âm cô bác anh em chị đồng đạo, mà bất cứ lời nói nào của Đức Thầy cũng là một cái lời nói hết sức là thâm trầm cô bác anh em chị đồng đạo, hết sức thâm trầm. Cho nên miệng nhích môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ đã kề khai. Nên lời Đức Thầy nói ra rồi, tất nhiên lời nói nào cũng thâm trầm hết, phải không? Cho nên đạo đức thâm trầm thơm bất tuyệt của bác anh em chị đồng đạo. Vì vậy cho nên thâm trầm đạo đức. Qua cái câu giảng của Đức Thầy, bất cứ là chúng sanh nào mà khi coi như là nghe qua được cái lời nói Đức Thầy là phải giác ngộ trở về con đường tu đi. Cho nên lời nói Đức Thầy rất là thâm trầm, phải không? Ở gần nghe cũng vậy, mà ở xa nghe cũng vậy. Khỏi cần mi chô, khỏi cần máy gì trơn trời. Mình bây giờ nói chuyện phải cần máy. Chứ hồi xưa Đức Thầy viết, Đức Thầy coi như là mà thuyết pháp những cái cuộc mà ở tại sân vận động hay ở gần nghe cũng vậy, mà ở xa nghe cũng vậy. Có nhiều mọi chuyện mà chúng tôi không có thời gian để kể. Hàng khu quá các anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ qua câu đầu đó, đồng đạo mới nêu lên đó là thâm trầm đạo đức quá thanh thao. Tất nhiên lời nói của Đức Thầy hết sức là thanh thao. Mà chỗ khác Đức Thầy nói trong cái bài mà coi như trong cái bài mà Thu Đã Cuối đó là giọng tăng sĩ đó là thanh thao như kiện. Là giọng của Đức Thầy thanh thao như kiển. Mà hạn đã lâu sông giếng cạn mòn, cỏ cây khô héo thon giòn, nay nhờ mưa đượm mà còn khát khao. Vậy thì bây giọng của Đức Thầy coi như là rất là thanh thao. Qua câu này thì thâm trầm đạo đức quá thanh thao là qua lời giáo huấn dạy dỗ của Đức Thầy trong cuốn toàn bộ Sấm Thị Giáo Lý, hết sức là thanh thao cô bác anh em chị đồng đạo. Nghe qua rồi coi như là lòng phàm của mình vũ sạch liền cô bác anh em chung đạo, không còn luyến tiếc cái gì chứ qua lời của Phật dạy, thấy không? Thôi bây giờ đại khái gì đi nghe. Qua câu thứ hai đó là thần, thánh, Phật, tiên xuống kêu gào. Cô bác anh em chung đạo, thần, thánh, Phật, tiên xuống kêu gào. Rồi đồng đạo mới hỏi vậy chứ bây giờ cái giai đoạn nào là thần, giai đoạn nào là Phật, giai đoạn nào thánh, giai đoạn nào tiên, mà tại sao bây giờ phải bốn ông xuống trần để mà cứu độ chúng sanh nhé? Hồi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuống trần độ đó thì bây giờ chỉ có Thái tử Sạc Đa là ông Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, không? Rồi bây giờ 33 vị tổ coi như là trong khi đó coi như là cũng nấu tiếp theo, có ông thần ông thánh nào nữa không? Mà tại sao trong thời kỳ Hảo Quân mạt pháp này lại coi như là Đức Thầy lâm phàm có Phật, có tiên, có thần, có thánh là sao? Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, bởi vì trong cái thời kỳ Hạ Quân mạt pháp này, Đức Thầy nói trong bài Sứ Mạng là pháp môn bế mạc. Con người của chúng ta trong thời kỳ Hạ Quân này là pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng vô người, tâm trí tối đen, đời lắm ma dương phải rối. Chính Đức Thầy nói ngài coi như là Phật, là thần, là thánh, là tiên, là kim gia vị. Trong cơ thể của Đức Thầy có đủ Phật, tiên, thần, thánh. Vậy đó mà trong khi đó là chúng sanh trong thời kỳ này coi như là pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen. Rồi bây giờ trong khi đó không có nghĩ đến chuyện đó. Có người nói bây giờ tôi không chịu tu theo ông Phật, thấy không? Tôi chịu theo ông thần hả? Có người không chịu tu theo ông thần nữa, tôi tu theo ông tiên hả?
có người không chịu tu theo ông tiên nữa, tu tu theo ông thánh hả, phải không? Nên đức thầy tùy căn cơ nhân duyên của chúng sanh như vậy. Nên đức thầy nói bây giờ nếu như ai muốn tu Phật thì bây giờ tôi coi như là Phật. Ai muốn tu tiên, tôi đây là tiên. Ai muốn tu thánh, tôi là thánh. Còn ai muốn tu thần, tôi là thần. Là đức thầy muốn gom nhiếp hết tất cả trình độ chúng sanh trong thời kỳ mạt này để giác ngộ tu. Cho nên đức thầy nó kể từ rài vàng lộn với thao Phật, tiên, thánh cùng nhau xuống thế. Cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ Phật, tiên, thần, thánh gì cũng xuống thế hết trơn. Cho nên có lần nọ đức thầy coi như là ở tại chỗ núi Két, phải không? Đức thầy mới kêu gọi qua trong cái bài giếng non ông Két: dạy hỡi chư thần, mau nói gót, theo thầy dắt chúng khỏi nồng cái. Cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ trong cái cơ địa của đức thầy, tất nhiên là chân linh á, là có Phật, có tiên, có thần, có thánh, ha. Nên đức thầy mới cho chúng ta biết khùng thời ba tớ một thầy. Ba ông tớ tất nhiên là tiên, thần, thánh. Một thầy tất nhiên là ông Phật. Vậy là khùng thời ba tớ một thầy giảng dạy dãy đầy đối diệt thiên cơ. Vậy thì bây giờ ở đây là có Phật, tiên, thần, thánh là đủ hết cô bác anh em trong đạo. Nhưng mà không có thời gian để tình tiết. Nhưng mà ở nơi đây chúng tôi muốn nói là đức thầy muốn nhiếp hết trình độ căn cơ chúng sanh trong thời kỳ hạ quân mạt pháp này. Ai tu theo thần, đức thầy có pháp thần để tu. Ai tu theo Phật là đức thầy chỉ cho phương pháp tu để thành Phật. Ai muốn tu tiên là đức thầy chỉ cho chúng ta phương pháp tu tiên. Ai muốn tu về thánh là đức thầy chỉ cho chúng ta cái phương pháp tu để làm thánh. Đó là thâm trầm đạo đức quá thanh thao. Thần thánh Phật tiên xuống kêu gào. Cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ đức thầy kêu gào kêu sao cô bác anh em dùng đạo? Ông thần kêu gào, ông thánh kêu gào, ông Phật kêu gào, ông tiên kêu gào. Thưa cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ đức thầy đã kêu gọi cho chúng ta là phải thức tỉnh để giác ngộ tu hành. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta không chịu giác ngộ rồi, đức thầy kêu lắm cô bác anh em trong đạo. Bây giờ trước tiên đức thầy mới kêu đây, thấy không? Nay tăng sĩ có lời kêu gọi, dụng tinh thần chống chọi quỷ tà, thấy không? Lời vàng kêu gọi khắp nơi. Vậy thì bây giờ đức thầy đang kêu, đang kêu cho chúng ta mà chúng ta không giác ngộ được cô bác anh em dùng đạo. Thì bây giờ đức thầy coi như là kêu thêm một lần nữa, đức thầy khuyên, nghe không? Kêu không nghe đòi khuyên, nghe không? Dạy khuyên những kẻ ngổ ngang, biết câu lục tự dình đàn tứ ân, khuyên không nghe nữa. Bây giờ đến cái chỗ coi như là đức thầy mới kêu gào, nghe không? Kêu gào tất nhiên là kêu thét lên vậy đó cô bác anh em chứ đồng đạo. Ví dụ như mình gặp hoàn cảnh gì coi như là trong khi đó coi như là nó động đến từ tâm của mình quá, cho nên kêu gào, kêu lớn lên. Vậy thì bây giờ đức thầy kêu gọi cho chúng ta ma ha thòn nhỏ dọn rồi đa, nghe không? Đã dọn rồi, ma ha mùi ngọt mật cùng đa. Tất nhiên là cái giáo lý đức thầy như là một giọt nước ma ha, nghe không? Vậy thì ma ha, ma ha thòn nhỏ dọn gầu đa bước xuống đi qua bến giác mà. Sao hỡi còn chờ ta, ta réo mãi. Cô bác anh em dùng đạo. Bây giờ đức thầy mới nói cho chúng ta biết, kêu không được là khuyên, khuyên không được rồi réo, mà réo không được rồi bây giờ tới chỗ này là kêu gào, không? Thần thánh Phật tiên xuống kêu gào. Tất nhiên là như là lúc nào cũng kêu hết cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ coi như là chúng ta đã đát giác ngộ đâu rồi, qua giáo lý đức thầy rồi, thì hằng ngày chúng ta coi như là nghe qua lời đức thầy kêu đó cô bác anh em chứ đồng đạo. Vậy thì bây giờ đức thầy kêu sao đây? Qua câu thứ ba, mời cùng với quý vị chúng tôi tham khảo đức thầy kêu cái này nè. Kêu cái chỗ là dương gian mau tỉnh trong chàng mộng là quan trọng trong chỗ này, không? Kêu chúng sanh mau tỉnh trong chàng mộng. Mà cái chàng mộng này coi như là cái gì? Thôi giờ nói mau đi cô bác anh em trong đạo. Tràng mộng là giấc mộng tràng, thoảng qua mùi diệu phô trương,
kêu dân mau tỉnh trong trường mộng xuân, đúng không? Là bây giờ chúng ta đang sống trong cõi trần này là như giấc mộng, không có gì thật trơn trời. Cho nên Đức Thầy mới kêu gọi bồi hồi chợt tỉnh Nam Kha, đường danh não lợi đó xem ra ít gì. Cho nên bây giờ chúng ta đang sống đây là sống trong cảnh mộng. Rồi bây giờ cái giấc mộng này Đức Thầy cho chúng ta biết là cái giấc mộng tràn, giấc mộng dài. Chúng ta ngủ một đêm thức dậy giấc mộng 8 tiếng đồng hồ, phải không? Thức dậy. Rồi ngày khác chúng ta ngủ nữa là giấc mộng nói tiếp. Nhưng mà ở đây là giấc mộng chúng ta dài đến coi như là 100 năm. Nhân sanh bá tuế như xương mộng, ly hiệp bi quan tợ hí văn. Đời người sống 100 năm cũng như giấc mộng. Chúng ta thấy rằng là bình thường vậy, chứ thật sự ra coi như là khi mà chợp mắt rồi là nó hết rồi cô bác anh em trường đạo. Là giấc mộng chứ có gì đâu, phải không? Thưa cô bác anh em trường đạo, vậy thì bây giờ cái giấc mộng của chúng ta đó là khi mà chúng ta tỉnh lại rồi là cửa mình rồi đó hen, là không còn thấy cái gì hết cô bác anh em chứ đồng đạo, phải không? Cho nên là trong mộng mà biết mộng mấy ai, mộng không nhận biết, biết đâu sai. Thường người chỉ mộng trong đêm tối, có kẻ còn mê ở giữa ngày, chưa tỉnh chiêm bao đâu được biết, thức rồi giấc điệp mới là hay. Vậy thì bây giờ có nhiều người đồng đạo chúng ta ban ngày mở mắt chăn chăn mà mộng, không? Mà mộng là mộng cái gì? Ở đây mộng tất nhiên là chúng ta giấc mộng rồi, chúng ta tưởng này tưởng kia, coi như là tưởng đâu xe cộ, tàu bè, nhà cửa, vợ con, ruộng đất ấm êm. Mình tưởng thật không hả? Mà ai về đâu đó là giấc mộng, không có gì thật hết, phải không? Nên Đức Thầy mới cho chúng ta biết đó là thế trần tạm giả, gạt đời ta, lướt khỏi sông mê là khỏi ái hà. Tất nhiên đó là giấc mộng, không có thật cô bác anh em trong đạo. Vì vậy cho nên chúng ta nghĩ rằng vợ con, tàu bè, xe cộ, nhà cửa, tất nhiên là cái gì cũng của mình, nhưng mà cuối cùng không có cái gì của mình hết. Nào xe cộ, tàu bè, bóng bẫy, nào bạc vàng của cải, dư muôn dứt thở rồi vạn sự đều buông, là thân khi mất sự đời cũng mất. Thì thật nào khác chim bao một giấc tiêu tan, không sự vật nào còn, thấy không? Kể ra nào vợ đẹp hầu non, nào cát tía lầu son lộng lẫy, nào xe cộ, tàu bè, bóng bẫy, nào bạc vàng của cải, dư muôn dứt thở rồi vạn sự đều buông, là giấc mộng. Nên Đức Thầy mới kêu gọi cho chúng ta qua câu này, kêu dân mau tỉnh trong trường mộng xuân, là chúng ta phải giác ngộ tỉnh lại, coi như là cái trong giấc mộng mà chúng ta đang sống đây. Cho nên chúng ta thấy coi như là nhà cửa, vợ con mà chúng ta thấy tưởng thật, nhưng mà cái đó không có cái gì thật hết. Thương bấy người đời không vẫn không, ruộng vườn nhà cửa có như không, vợ con cha mẹ lâu rồi mất, danh lợi giàu sang rốt cuộc không, chăm khéo chăm khôn toàn giả dối, ngàn mua ngàn kế cũng hoàn không, suốt đời lo lắng gầy cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay cũng phủi không. Cô bác anh em trong đạo, nhắm mắt hai tay rồi cũng coi cuối cùng đâu còn gì. Đó có phải là Đức Thầy kêu gọi cho chúng ta kêu dân mau tỉnh trong trường mộng xuân không? Trong trường mộng xuân tất nhiên là trong giấc mộng mùa xuân, là giấc mộng đẹp. Mà chúng ta đang sống đây tất nhiên là sống trong giấc mộng đẹp, chúng ta tưởng thật cô bác anh em trường đạo. Vậy thì bây giờ chúng ta nghe lời Đức Thầy chỉ dạy, hãy mau giác ngộ lo tu hành tìm sống thật cho an hồn xác, sống mộng chi cho nát thân tâm, phải can đảm nhận đời lầm, quyết bừng tỉnh dậy kiếm tầm đường tu, đạo mới giải được câu đời tạm, đời còn nằm trong phạm vi mê, bởi mê thành khổ nhiều bề mà điều chi cũng chẳng hề được lâu. Thân đã giả vật nào phải thật, thì người luống công giành vật đeo mang, hơi tàn mỗi vật đều tàn, thì dầu cho vật ấy nồng nàn thương yêu. Chúng ta dầu có nồng nàn thương yêu cách mấy đi chăng nữa, rồi cuối cùng cũng nhắm mắt hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu nó, chỉ có tội phước hợi còn nơi nơi thẩm phán cửa son diêm đài. Mà phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thấp thế. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới kêu gọi cho chúng ta đó là kêu dân mau tỉnh trong trường mộng xuân, là bây giờ chúng ta phải thức. Mà muốn thức đó làm sao? Thì bây giờ Đức Thầy bảo cho chúng ta phải cúng lại hai thời. Mà trước khi cúng đó là nay con tỉnh ngộ, quy y Phật, chí dốc tu hiền tạo phước duyên là tỉnh. Mà muốn tỉnh được như vậy là chúng ta cúng chưa đủ, mà cần phải là sớm tỉnh ngộ, lên đường giải thoát, lánh xa trường, độ bát giới chan chân là tỉnh dậy. Mà tỉnh được như vậy là sớm lên con đường giải thoát rồi, bây giờ cái nghiệp hồng trần của chúng ta còn là làm sao? Thì bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta thêm một cấp nữa, đó là chúng ta coi như là rài tỉnh ngộ, ái hà
quyết dứt thêm một cấp nữa nghe. Chứ tỉnh ngộ lên con đường giải thoát mà ái hà không dứt rồi đó, tất nhiên là chưa gọi là tỉnh. Kêu dân mơ tỉnh trong trường mộng sưng mà. Vậy thì bây giờ chúng ta nó rài tỉnh ngộ là phải ái hà quyết dứt, đèn đạo tâm sáng rực sau đường, thấy không? Cô bác anh em dân đạo đó là tỉnh. Rồi bây giờ nếu mà tỉnh được như vậy là ái hà được dứt nữa hết rồi, cô bác anh em dân đạo thì sao? Thì Đức Thầy cho chúng ta biết tu với tỉnh, biết làm chẳng khó. Nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu là cái chỗ này mới cứu cánh, coi như là cái chỗ coi như là kêu dân mau tỉnh trong trường mộng sưng. Chứ còn cái kiểu mình mà tỉnh trong trường mộng sưng tỉnh rồi mà còn ư ư còn ẻ ẻ, có không quý vị? Cho nên Đức Thầy mới cho chúng ta biết nhân sanh còn hỡi ngà ngà dứt sai, tỉnh mà còn ngà ngà. Thôi giờ nói đây cũng đụng chạm đùm lum đồng đạo mình hen. Ai cũng giác ngộ tu rồi, ai cũng ăn chay rồi, ai cũng niệm Phật hết rồi, vậy mà còn ư ẻ, thấy không? Mấy anh em mình bây giờ trong khi đó gặp người ta đánh cờ bắt đầu lại đó cũng còn coi ghé ghé chơi chơi, có phải ư ẻ không? Cái này còn ngà ngà dứt sai không? Thấy không? Đã tu rồi bây giờ phải coi kinh coi giảng mà còn có phim hết tập này đến tập kia cả trăm tập vậy đó, coi bóng đá, cái này có phải coi như là còn ngà ngà dứt sai không? Có không cái gì? Vậy thì bây giờ Đức Thầy bảo cho chúng ta coi như là kêu dân mau tỉnh, tỉnh là con mắt phải sáng trưng, chứ không có kiểu mà lên nhem ừ ẻ nữa. Ai kêu thức dậy cù nhà cha mẹ vẫn bỏ cho mày ngủ luôn. Biết thức biết ngủ lị tôn mà thức rồi nghe, nghe tâm nghề. Thức rồi mà ngủ lại đó nghe là ngủ luôn bỏ mình. Lần này mà chúng ta coi như là còn ngủ lại là tiêu à. Không ai mời. Tiêu chứ không còn chứ. Cho nên bây giờ chúng ta phải qua câu này Đức Thầy nói là kêu dân mau tỉnh trong trường mộng sưng là chúng ta phải thức mới được, cô bác anh em dân đạo. Mà nếu đã thức như vậy tất nhiên là chúng ta phải giác ngộ tu, cô bác anh em dân đạo dương gian mau tỉnh trong trong trần mộng. Rồi bây giờ câu sau cuối cùng đó là tầm kiếm nơi nào đạo siêu cao. Rồi đồng đạo mới hỏi với tầm kiếm nơi nào mà đạo siêu cao. Thưa cô bác anh em dân đạo, bây giờ Đức Thầy chỉ cho chúng ta tìm kiếm cái chỗ đạo siêu cao chỗ nào. Vậy thì bây giờ chỗ đám làm tầng, chỗ đi đám dỗ, chỗ đi thả cá phóng sanh, chỗ đi núi đi non, chỗ đi mà cứu trợ, chỗ đó có phải đạo siêu cao không? Phải không? Phải không quý vị? Phải như vậy không? Cô bác anh em dân đạo, vậy thì bây giờ cái đạo siêu cao tất nhiên là cái đạo của Thầy. Mà cái đạo của Đức Thầy là cái đạo siêu cao đó là cho chúng ta biết ai muốn tầm đạo cả cao sâu. Cô bác anh em dân đạo, phải không? Cái đạo siêu cao tất nhiên là cái đạo cao sâu. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết ai muốn tầm đạo cả cao sâu. Rồi sao nữa? Sao? Thì hãy dẹp. Dẹp gì? Dẹp tánh tình ích kỷ. Vậy thì bây giờ tầm kiếm nơi nào đạo siêu cao? Là cái đạo siêu cao của Đức Thầy là cái đạo dẹp ích kỷ. Mau vậy thôi à, chứ không nói gì chứ. Tu mà còn ích kỷ, tu mà muốn lợi cho mình, không không muốn lợi cho ai chứ. Cái đạo này siêu cao không? Ông có tiền có bạc không giúp đỡ gì cho ai chân. Đạo Phật tất nhiên là cái đạo để giúp đỡ người, không? Cho nên dù người có ra công tu luyện mỗi ngày lo tụng niệm ba thần mà tánh tình ích kỷ không rời thì cũng khó về nơi cực lạc. Tánh ích kỷ dẫn đầu tham ác, thường làm cho thân thuộc phân ly tới bất trung, con lỗi đạo người bạn phản bạn cũng vì ích kỷ, lấy nhân quả để mà suy nghĩ, thấy rằng lòng ích kỷ đáng kinh. Hiện tại thì cô độc đời mình sao còn phải trở lên theo của, tất nhiên là chỗ này có đạo siêu cao không? Cái đạo siêu cao tức là cái đạo giải thoát, cái đạo siêu cao tất nhiên cái đạo thành Phật. Còn tu mà trong khi đó chúng ta mà còn ích kỷ á, là thành Phật được không cô bác anh em dân đạo? Thành Phật được không? Không bao giờ thành được. Ông Phật nào cũng từ bi bác ái giúp đỡ cho bao nhiêu người khác hết, đúng không? Vậy thì bây giờ tầm kiếm nơi nào đạo siêu cao tất nhiên là cái đạo cao sâu của Đức Thầy. Mà cái đạo cao sâu của Đức Thầy tất nhiên là chúng ta phải dẹp, phải dẹp thanh tịnh ích kỷ nghe. Tất nhiên là chúng ta phải lo cho tất cả các chúng sanh như vậy, tất nhiên là trong khi đó cái đạo mới cao sâu của bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ qua câu này là tầm kiếm nơi nào đạo siêu cao là cái đạo của Đức Thầy. Cho nên bây giờ quý vị mình được biết đi cứu trợ, đi thả cáo phóng sanh, đi coi như là tất cả các việc công việc từ thiện đó, cái đạo đó là cái đạo của Thầy đó. Cái đạo đó là cái đạo siêu cao đó, để coi như là tương thân tương ái. Cô bác anh em dân đạo, đạo người nếu để mờ lưu thì là đạo Phật khó tu cho rồi, phải không? Tu đâu phải với trời với Phật mà phải tu với vật chứ nhân. Thấy người khổ động lòng thương đức cao hơn kẻ niệm xuân Di Đà.
ngồi niệm Phật niệm cho đến chết cũng không thành gì hết mà mong. Phật là tả độ khổ sông qua Tây, cứu thế qua Đông độ đời, chứ đâu phải ngồi nơi một chỗ giữa chùa chiền chuông mỏ kệ cơ không làm cho kẻ nào nhờ. Tu hành như thế bao giờ cho nên, phải không? Vậy thì bây giờ muốn cho nên là chúng ta phải tầm kiếm đạo cao sâu. Mà muốn tầm kiếm đạo cao sâu là cái đạo không có đâu xa trên câu bác anh em trong đạo, là cái đạo ngay trong chỗ thực tế mà Đức Thầy cho chúng ta biết. Trần trần gian kiến thấy phụng hoàng xẹt cánh muốn chào mừng Phật Thánh, thấy đạo lý chứ nào thấy tánh còn, còn ở nơi tim ốc sắc phàm. Là chúng ta cứ tìm trong chỗ đó. Cho nên đạo không có tìm ở đâu xa trên, không có tìm trên giấy, mà tìm trong lòng mới thấy ra. Mà vọng tâm như mây khối phong ba chân tâm tự bao la vũ trụ, nhớ lấy cái ta chân tâm làm chủ sẽ không làm các thứ vọng trần. Mà chủ được tâm thì đạo được gần, không làm chủ được tâm xa đạo. Khắp ba tánh khá suy chu đáo, mà chủ được tâm cho đạo sớm khai. Mà đạo khai rồi thì Phật cùng gia hoàn toàn vượt ra ngoài sanh tử, lúc nào cũng an nhiên vô sự tự do, không còn thứ buộc ràng. Cõi vô sanh hay cõi niết bàn chính là cõi của tâm gì nhiều. Cho nên bây giờ chúng ta cần phải tìm ngay chỗ tự tâm của mình. Thưa cô bác anh em dân đạo, vậy thì bây giờ qua câu này là tầm kiếm nơi nào đạo siêu cao. Bây giờ tầm kiếm ngay cái đạo của Đức Thầy, là giáo lý của Đức Thầy. Và chúng ta tu làm sao đúng với cái chân lý của Đức Thầy, tất nhiên là mình đã gặp con thiền bát nhà. Thì có lý nào ích kỷ tu thân, là chúng ta không nên ích kỷ, mà chúng ta phải tu vì cái tấm lòng để mà giúp đỡ cho bao nhiêu người khác. Đó tất nhiên là cái đạo siêu cao. Mà khi chúng ta cái đạo siêu cao là cái đạo lớn rồi, là cái tâm mình còn hẹp hơi, thì bây giờ quý vị mình thử nghĩ bây giờ cái đạo nó có tương xứng với cái tâm của mình không? Có không quý vị? Cho nên gặp đạo cả can trường nhỏ hẹp như ruộng to mà lúa lép đem gieo, nhọc công nghèo vẫn còn nghèo, nếu tu như thế khó siêu Phật đài, phải không? Cho nên coi như là khi chúng ta gặp được một cái đất ruộng lớn là cái tâm chúng ta coi như là phải giống, phải gieo giống xuống, là phải can trường phải lớn. Muốn thành Phật mà không đại trí thì khó thắng qua lũ quỷ trong đời. Đứa này kêu cái đứa nọ mời đã làm biết bao người sa ngã. Kẻ dục vọng còn nằm trong dạ chưa hoàn toàn phóng xả khỏi tâm. Mặc dù là người ngồi giữa thiền lâm chưa chắc có đề làm cho hoài. Tâm trần tục không còn một mãi, dù ở nơi đường cá chợ đông cũng như ngồi ở chỗ vắng không vẫn giữ được coi lòng thanh tịnh. Đó. Vì vậy cho nên qua bốn câu giảng được đồng đạo nêu lên, đó là thâm trầm đạo đức quá thanh thao. Thần thánh Phật tiên xuống kêu gào là giữa trong thời kỳ hoảng quân mật pháp này, có Phật, có tiên, có thần, có thánh xuống để kêu gọi cho chúng ta để giác ngộ tu. Mà giác ngộ đó là Đức Thầy kêu gọi cho chúng ta là dương gian mau tỉnh trong trần mộng, là tất cả các chúng sanh phải tỉnh trong giấc mộng trần này, để cho chúng ta coi như là giác ngộ tu bồi hồi chợt tỉnh nam kha đường danh nẻo lợi xem ra ít gì. Cho nên bây giờ chúng ta phải giác ngộ tu. Mà khi đã giác ngộ tu rồi thì bây giờ chúng ta muốn được tỉnh cơn giấc mộng đó, Đức Thầy mới vọng lên cho chúng ta một cái tiếng chuông, đó là nghe chuông linh sớm dứt bể nhà, kẻ giật dục cuốn lâu vào bể khổ. Nên vang một tiếng chuông linh cho người trong mộng biện minh để nào. Nên Đức Thầy bây giờ vang lên một cái tiếng chuông rồi thì bây giờ chúng ta chỉ cần giác ngộ tu nữa là xong. Sao cô bác anh em dân đạo? Vậy thì bây giờ đồng đạo mười nghĩa nói đạo, chúng tôi nói đạo, đồng đạo bể thiện nói đạo, mà quan trọng mình có làm hay không thôi. Ông nói nãy giờ là minh thiên chi địa, nhưng mà quan trọng mình coi như là có làm không. Cô bác anh em dừng đạo, bước đi tới một bước dừng bước cho mòn gót không từng tới đâu. Tiến đường đạo như thiền đi ngược, mà nếu ngưng chèo bị nước đẩy lui, muốn cho thiền chống đến nơi chèo luôn chứ để phút hồi nào ngưng. Vì vậy cho nên kinh kệ vốn là chìa khóa ngục, chúng sanh là kẻ nhốt trong tù, xem kinh mà chẳng chịu tu như chìa khóa có mà tù không ra. Cho nên bây giờ chúng ta được cái chìa khóa của Đức Thầy rồi, là chúng ta phải cố gắng nghe giác ngộ, đừng cầm chìa khóa mà lắc qua lắc lại, lắc tới lắc lui hen, không có ai mở cho mình được hết. Cõi trần này coi như là ở nơi cái cõi tạm này là cái tù, là ngục chốt, ra ngoài xem gió mát chân thanh, khác hơn mùi lao ngục hôi tanh của kiếp trần gian tầm dạ. Cho nên bây giờ trí tuệ của người là chìa khóa, có khả năng mở cả mái trời, nó sẵn nằm trong ốc của người, người nào cũng tự moi ra được. Cho nên ai cũng có cái chìa khóa hết cơ bác anh em dùng đạo, đó là cuốn toàn bộ xâm thi vào đi. Bây giờ chúng ta ráng tu an, ráng cầm chìa khóa để chúng ta mở cái như là cái cõi trần này của bác anh em dùng đạo. Đó là thâm trầm đạo đức quá thanh thao, thần thánh Phật tiên xuống kêu gào, dương gian mau tỉnh trong trần mộng, và tầm kiếm nơi nào đạo siêu cao, là chúng ta phải tầm kiếm. Qua giáo lý Đức Thầy là cái đạo siêu cao, là cái đạo giải thoát cho chúng ta không còn bị sanh tử luân hồi nữa. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết mong ba tánh dạng dân giải thoát, hoặc giả là quyết đưa chúng về nơi non thú, tạo lưu bồng ngõ hội quần tiên. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cố gắng nghe theo lời Đức Thầy chỉ dạy, cố gắng hành theo đúng con đường Đức Thầy chỉ dạy, thì sau này chúng ta sẽ được gặp Thầy. Đó là giảng kinh
đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ thì ngài gài gặp ta của quán cái đa dòng đạo đó. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta chỉ còn có cách khác hơn nữa là hãy cố gắng niệm Phật, hãy cố gắng hành đạo, cố gắng theo dân lời đức thầy chỉ dạy, gánh trần tục hãy mau quăng ném, hãy mau chân gấu ghém sự tu, nào dù hương bát nước công phu, nào tịnh niệm A Di Đà Phật, các sự thế tâm vô nhất vật, chỉ một lòng đạo đức dân bồi, lên liên qua cửu phẩm chưa ngồi thì nhất định chưa thôi niệm Phật của quán cái đa dòng đạo, và cố gắng niệm Phật để sau này chúng ta được gặp thầy và giữ đạo chờ thầy. Vậy thì suốt trong thời gian chúng tôi trao đổi cũng như đồng đạo Mười Nghĩa và trên dưới 2 tiếng đồng hồ chúng tôi trao đổi giáo lý, tất cả quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp, và trên tinh thần Phật Pháp này quý vị ủng hộ và chúng tôi trao đổi giáo lý chắc có lẽ là có rất nhiều phước duyên và công đức. Nếu như có điều chi gọi là phước duyên công đức, chúng tôi xin đề nghị chung tất cả đồng đạo chúng ta hợp tác lại để tạo thành một món quà khinh thanh công đức để hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, cầu nguyện cho kẻ âm được siêu, cầu nguyện cho người dân được thới, cầu nguyện cho cửa quyền thất tổ, cầu nguyện hưng linh người qua dạng được nương vào công đức này, hạnh lành này mà được nhẹ tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ơn trên hồng ân tam bảo luôn luôn lúc nào cũng gia trì hộ độ cho tất cả chứ quý vị thân được mạnh khỏe, tâm được kinh an, trí tuệ luôn được mở mang và tu hành được luôn tinh tấn, và sống trên đời không gì bằng tinh tấn là trí tuệ của đời ta, sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, vì tinh tấn mới vượt qua khổ hại. Chúc quý vị tinh tấn mãi trên con đường tu học của mình, để sau này Đức Tôn Sư trở lại, tất cả chư quý vị mình có đầy đủ hạnh lành, đầy đủ phước duyên mà chúng ta sẽ được gặp thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội Tăng Dân Thánh Đức. Xin lễ phép cúi đầu kính chào toàn thể chư quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.